và một chức năng được cải tiến ở phiên bản eBay 5.8, đó là cập nhật chi tiết đơn hàng, giúp thuận tiện trong việc quản lý đơn hàng hơn. Anh chị vào menu, chọn đơn hàng, nhấp vào icon chấm than này, giao diện thông tin chi tiết đã được cải tiến để dễ dàng quản lý trong việc xét duyệt nguồn gốc đại sứ giới thiệu, khách hàng mua đơn hàng và v.v. Moro, chúc anh chị thành công!